tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặc lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho thế gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Suy niệm: muối là một gia vị rất cần thiết để giữ cho thức ăn không bị hư thối, và cũng làm cho thức ăn được ngon hơn khi biết sử dụng hợp lý. Nếu bản chất của muối là mặn, thì bản chất của người môn đệ Đức Kitô chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu chân thực mới giữ cho xã hội khỏi bị suy thoái và băng hoại vì những ích kỷ cá nhân, những toan tính vụ lợi. Một tình yêu chân thực và quảng đại được khởi đi từ Thiên Chúa sẽ có sức thay đổi cả bộ mặt thế giới. Cuộc đời yêu thương phục vụ của mẹ Thánh Teresa Calcutta và các chị em trong dòng của Ngài đã chứng minh điều đó. Chính anh em là ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng là một yếu tố rất cần thiết cho con người và vũ trụ. Nhờ ánh sáng, chúng ta mới phân biệt được điều tốt xấu, đúng sai thật giả. Xã hội hôm nay thật khó phân biệt và nhận định về mọi thứ, vì sự gian dối như đang làm bá chủ các tâm hồn, các mối tương quan sứ mạng của người môn đệ là phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Chuyện kể rằng, bất ngờ mất điện, một ngọn nến được đem ra thắp lên và đang lung linh tỏa sáng. Nến hân hoan khi thấy mọi người trầm trồ. May quá, nếu không có cây nến này, chúng ta sẽ không thấy gì mất. Thế nhưng, khi dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại, đến khi chỉ còn một nửa, nến chợt nghĩ: chết thật, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy nhỉ? Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng qua để phục tắt đi. Mọi người trong phòng xôn xao: nến tắt rồi, tối quá, làm sao bây giờ? Cây nến mỉm cười tự mãn vì sự quan trọng của mình. Bỗng có người nói: nến dễ tắt, để tôi đi tìm cái đèn dầu. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được cây đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn cây nến cháy dở thì người ta bỏ vào ngăn kéo. Thế là từ hôm đó, nến bị bỏ quên trong ngăn kéo, rồi cũng không còn ai nhớ đến nó nữa. Nến hiểu ra rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng, dù có thể cháy với ánh lửa nhỏ, và dù sau đó nó sẽ tan chảy, bởi vì nó là ngọn nến. Lạy Chúa, xin thứ tha vì những lần con để muối yêu thương nơi con nhạt đi, ánh sáng tốt đẹp nơi con bị vụt tắt, vì những tự ái cá nhân, những ích kỷ hẹp hòi. Xin Chúa thương thanh tẩy hồn con và ước cho con mặc lại bằng chính tình yêu bao dung của Chúa, để mỗi ngày bớt dần đi những điều xấu xa và tăng thêm nhiều điều tốt lành. Nhờ đó, mọi người sẽ được sống an bình hạnh phúc
trong tình yêu Chúa và tình nhân loại. Amen.